Chào các bạn. Nói ngọng không những khiến các bạn mất tự tin khi giao tiếp mà còn có thể khiến các bạn mất cơ hội khi đi phỏng vấn xin việc. Ngoài một số địa phương không nói ngọng thì phần lớn các bà con tỉnh miền Bắc của chúng ta thường phát âm sai hai âm là N và L. Vì vậy video clip lần này sẽ chia sẻ với các bạn cách nói đúng hai âm N và L. Sự ngọng L và N trước hết chúng ta có thể chia thành các trường hợp như sau. Thứ nhất, đó là có những người nói tất cả các âm đều là âm L và ngược lại có những người nói tất cả các âm đều là âm n hoặc cũng có những người bị nhầm lẫn có lúc là n có lúc là l. Và để nói đúng n và l thì hai yếu tố cơ bản cần phải kiểm soát được đó là lưỡi và hơi thở. Đối với âm l thì lưỡi đầu lưỡi đặt chân răng hàm trên vòm cứng, khi nói thì lưỡi cong và bật mạnh rơi tự do xuống. Đối với hơi thở thì hơi thở khi phát âm l là hơi chỉ thoát ra ở khoang miệng. Còn đối với âm N thì lưỡi, đầu lưỡi đặt chân răng hàm trên vòng cứng khi nói thì cứng và lưỡi bật nhẹ. Đối với hơi thở thì khi phát âm chữ N, hơi thở chỉ thoát ra qua đường mũi. Dấu hiệu nhận biết nói đúng âm N và L như sau. Đối với lưỡi, khi phát âm chữ N thì lưỡi cứng, còn đối với phát âm chữ L thì lưỡi sẽ mềm và cong. Còn đối với hơi thở các bạn có thể kiểm tra bằng cách đặt ngón tay trỏ lên mũi hoặc bịt mũi, sẽ thấy khi nói âm n thì cánh mũi hơi rung, còn khi nói âm l thì cánh mũi không rung. Tiếp theo là cách luyện tập, hãy lần lượt làm theo các bước sau. Bước 1: Đặt lưỡi vào vị trí trung tâm và giữ lưỡi tại vị trí đó, dùng thanh quản đẩy khí ra bên ngoài. Trong quá trình đẩy khí, dùng tay bịt nhẹ cánh mũi để kiểm tra xem mình đã phát âm đúng chưa. Nếu thấy dấu hiệu tay không đúng thì cần chỉnh lại cách đặt lưỡi. Bước 2: liên tục luyện âm bằng cách phát âm từng âm một ví dụ như là n n n n l l l, l. sau đó có thể thay đổi xen kẽ như là n l l n n l thao tác này giúp bạn tập phản xạ cho lưỡi và khiến lưỡi linh hoạt hơn bước thứ ba hãy tập với các từ đơn như là nên lên núi lúi Nê, lê lê nin, lin. Bước 4, tập với các câu. Các bạn có thể uh, lựa chọn rất là nhiều các câu có chứa âm L và N như là lên núi lên nin lấy nước, lúa nếp là lúa nếp làng, lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. Lưu ý khi đọc các câu này các bạn nên đọc chậm rãi rồi mới tăng dần tốc độ. Lý thuyết thì rất ngắn nhưng thực tập khi cần thì rất nhiều thời gian và công sức kiểm soát được lưỡi và điều khiển được hơi thở là cả một quá trình nhất là trong khi quá trình thay đổi thói quen cũ để tạo ra một thói quen mới thì là một quá trình hoàn toàn rất dài điều quan trọng nhất là phải biết mình đang gặp lỗi gì và có những phương pháp kỹ thuật luyện tập phù hợp lưỡi quá cứng hay lưỡi quá mềm chưa thể kiểm soát được cùng hơi thở sai khiến chúng ta gặp rất nhiều khó khăn khi nói và tâm lý ngại ngùng xấu hổ càng làm cho chúng ta lướt qua nó khi nói vì vậy khiến cho tình trạng nói sai L và N ngày càng trầm trọng hơn. Phát hiện ra nguyên nhân, hiểu được phương pháp, kỹ thuật và nỗ lực tập luyện là con đường để chúng ta làm chủ được âm N và L. Ngoài ra, đối với một số bạn không phân biệt, ngoài ra nhé. Ngoài ra, đối với một số bạn không phân biệt được từ nào dùng L và N thì một lời khuyên là hãy mua ngay một quyển từ điển tiếng Việt để bỏ túi và kết hợp với cách luyện như trên, đảm bảo các bạn sẽ thành công và tự tin hơn trong giao tiếp chúc các bạn sớm thành công